Tin đông bóng đám, Man United giải phóng hợp đồng của Zixi. Tây Ban Nha lên kế hoạch ngăn Mbappe. Cucurea lên tiếng, sẵn sàng bạo chi Man United giải phóng hợp đồng của Zixi. Cuối vào chung kết, Tây Ban Nha lên kế hoạch ngăn Mbappe. Không ngại truyền thông, Cucurea lên tiếng về pha bóng tranh cãi. Nỗ lực chiêu mộ Calafiori, Arsenal đàm phán vòng cuối với Bologna. Với quyết tâm nâng cấp hàng công thì Manchester United đang hướng đến việc hoàn thành thương vụ Joshua Zirkzee càng sớm càng tốt. Hiện tại Quỷ Đỏ đã đạt được thống nhất về điều khoản cá nhân với ngôi sao 23 tuổi và họ dùng chính chi tiết trên để gây sức ép lên Bologna. Thậm chí nếu hai bên vẫn bế tắc trong việc đàm phán mức giá, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra 40 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Joshua Zirkzee. Khó có sự quyết liệt nào lớn đến vậy nên việc chân sút người Hà Lan cập bến sân Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc có kiểm tỏa được Kylian Mbappe hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng lọt vào chung kết Euro của đội tuyển Tây Ban Nha. Do vậy, huấn luyện viên Luis de la Fuente cùng các cộng sự đã sớm lên kế hoạch chi tiết để ngăn chặn thủ quân tuyển Pháp ở đại chiến rạng sáng thứ tư. Cụ thể, Jesus Navas, Nacho và Rodri sẽ là những nhân tố chính trong kế hoạch theo kèm đội trưởng Le Bleu, trong khi Laporte và Dani Olmo nhận nhiệm vụ hỗ trợ. Chắc chắn Kylian Mbappe sẽ gặp không ít khó khăn khi bị nhiều người để ý như vậy và giờ là thời điểm tiền đạo sinh năm 1998 phải chứng minh đẳng cấp của mình. Ở trường hợp ngược lại, nếu chân sút xứ Lục Lang không thể tỏa sáng, Pháp khả năng cao tiếp tục duy trì hiệu suất làm bàn nghèo nàn và đứng trước nguy cơ rời Euro ở vòng bán kết. Cho đến tận thời điểm hiện tại thì việc Marco Correa để bóng chạm tay trong vòng cấm ở đại chiến tuyển Đức vẫn gây ra sự tranh luận rất lớn. Bản thân cánh báo chí cũng đã hỏi trực tiếp ngôi sao xứ Đấu Bỏ về tình huống trên và điều đặc biệt là cầu thủ thuộc biên chế Chelsea không hề có động thái né tránh. Theo vào đó, Marco Correa thẳng thắn cho biết, về việc tôi có dùng tay chơi bóng hay không thì đó là một hành động không rõ ràng. Chúng tôi đã quá mệt mỏi khi một vài trường hợp được cho là dùng tay chơi bóng, còn số khác thì lại không phải vậy. Tôi nghĩ rằng nếu tuyển Đức giành chiến thắng thì mọi người sẽ không bàn luận về tình huống trên. Tất nhiên chúng tôi cũng có thể phàn nàn rằng lẽ ra Kroos nên bị đuổi khỏi sân. Do vậy nên hiểu đơn giản rằng Tây Ban Nha đã ghi nhiều hơn Đức một bàn nên giành quyền đi tiếp. Pha phạm lỗi của Toni Kroos đã khiến Pedri rời sân sớm trong trận tứ kết và không thể ra sân ở phần còn lại của Euro. Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, Kroos đã gửi lời xin lỗi đến tuyển thủ La Roja. Ở chiều ngược lại, Pedri tỏ ra rất tôn trọng ngôi sao 34 tuổi với lời hồi đáp cùng nội dung: cảm ơn Toni Kroos vì tin nhắn vừa rồi. Đây là bóng đá và những điều như vậy rất khó tránh, sự nghiệp và thành tích của anh sẽ được nhớ mãi. Thừa nhận không quá hài lòng với chất lượng thi đấu của các học trò ở trận tứ kết Copa America. Cụ thể, Angel Di Maria và Julian Alvarez sẽ có cơ hội ra sân trong trận gặp Canada sắp tới. Ngoài ra, sự điều chỉnh cũng sẽ đến ở tuyến tiền vệ khi một vài cái tên đá chính có thể bị thay thế. Tất nhiên, Argentina đang là bên nhận được đánh giá cao hơn trước cuộc đấu với Canada vào sáng thứ tư tới. Tuy vậy, Lanby Celeste cũng phải thực sự tập trung để điền tên mình vào trận chung kết. Các fan Arsenal đang đếm ngược từng ngày để nghe được câu khẩu lệnh "Here we go" ở thương vụ Ricardo Calafiori chuyển đến sân Emirates. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, pháo thủ hiện nắm lợi thế lớn khi ngôi sao 22 tuổi đã đồng ý đến Anh thi đấu cùng bản hợp đồng 5 năm và mức lương khoảng 4 triệu euro mỗi mùa. Do vậy, tuần này sẽ là thời gian rất quan trọng với Arsenal khi họ đã lên lịch đàm phán vòng cuối với Bologna với tuyển thủ Italia. Thậm chí cũng đã xuất hiện đồn đoán về việc các bên sẽ đạt được thống nhất quanh mức giá 50 triệu euro. Vì thế, các fan pháo thủ hoàn toàn có thể tự tin về việc đội nhà sẽ sớm nổ bom tấn nơi hàng thủ ngay trong tháng 7. Đội tuyển Ukraine đã sớm dừng bước tại Euro và điều này giúp thủ môn Andriy Lunin có thêm thời gian để cân nhắc chuyện tương lai. Bản thân ngôi sao Đông Âu cũng đã nhận được lời đề nghị gia hạn của Real Madrid. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì Lunin vẫn chưa đưa ra lời hồi đáp cho câu lạc bộ chủ quản. Mọi chuyện còn trở nên kịch tính hơn khi cầu thủ 25 tuổi nhận đồn đoán với Man City cùng vài đội bóng khác. Do vậy, khả năng Lunin tiếp tục gắn bó với Real Madrid đang nhận sự hoài nghi lớn. Tất nhiên, Kiền Kiền Trắng cũng đã có phương án ứng phó nếu ngôi sao Đông Âu chuyển đi khi họ sẵn sàng tái ký hợp đồng cùng Kepa. Manchester United đang làm mọi cách để chiêu mộ trung vệ De Ligt từ Bayern Munich và huấn luyện viên Erik ten Hag cũng thường xuyên liên lạc với cậu học trò cũ. Được biết, chiến lược gia 54 tuổi đã tiết lộ với tuyển thủ Hà Lan về việc kết hợp ngôi sao sinh năm 99 với Lisandro Martinez ở trung tâm hàng thủ trong sơ đồ 4-3-3. Ở chiều đối diện, De Ligt cùng ekip cũng tỏ ra vô cùng cởi mở với Quỷ Đỏ nên các fan Manchester United đang rất chờ đợi thương vụ sớm hoàn thành. Những thông tin hấp dẫn nhất về làng Túc Cầu đã xuất hiện trong nửa đầu bản tin nóng bóng đá ngày 8 tháng 7. Và để tiếp tục clip ngày hôm nay, hãy cùng tôi điểm tiếp một vài tin tức thú vị khác trong phần tiếp theo. Michael Olise đã chính thức cập bến Bayern Munich cùng bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2029. Tất nhiên, sự kỳ vọng dành cho ngôi sao 22 tuổi đang là rất lớn khi hùng xám xứ Bavaria phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ để chiêu mộ nhân tố sinh năm 2001. Thậm chí mức phí 53 triệu euro còn điền tên Olise vào top 10 thương vụ đắt đỏ nhất mà Bayern Munich từng thực hiện.
Được biết, tân binh của sân Allianz Arena đứng thứ tư trong bảng danh sách trên và cầu thủ này đã được một ngôi sao trong đội là Jermon Musiala nhiệt tình chào đón với phát biểu: "Chúng tôi từng thi đấu cùng nhau ở Học viện Chelsea và Olise là một tài năng lớn với một kỹ thuật rất xuất sắc. Cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng ở Palace nên tôi rất vui khi Olise gia nhập Bayern Munich." Những chuyển động hối hả của làng Túc Cầu khiến nhiều người quên mất việc thủ môn David De Gea đang là cầu thủ tự do và không chơi cho bất kỳ đội bóng nào trong vòng một năm vừa qua. Hiện tại ngôi sao xứ đấu bò đang được đại gia Tây Á Al Sadd và một câu lạc bộ khác tích cực đàm phán. Phía De Gea cũng rất cởi mở với những cơ hội mới và bỏ ngỏ khả năng sang Tây Á thi đấu trong phần tiếp theo của sự nghiệp. Rõ ràng người hâm mộ vẫn còn rất yêu quý thủ môn người Tây Ban Nha và mong sao cựu sao Manchester United tái xuất càng sớm càng tốt. Phiên chợ hè đã trôi qua được một thời gian, nhưng tình hình của Casemiro tại Manchester United vẫn chưa có gì thay đổi cả. Hiện tại Quỷ Đỏ sẵn sàng bán ngôi sao Nam Mỹ nếu nhận lời đề nghị hợp lý. Còn với cầu thủ xứ Samba, cựu tiền vệ Real Madrid cũng đã nhận được lời mời chào từ một số tập thể Trung Đông. Vì vậy, các cuộc trao đổi tiếp tục diễn ra và nếu mọi chuyện ổn thỏa, Casemiro sẽ chia tay nhà hát của những giấc mơ. Ở chiều ngược lại thì không có lời đề nghị hợp lý nào xuất hiện. Quỷ Đỏ sẽ cho ngôi sao Nam Mỹ cơ hội thể hiện mình. Dù cập bến Barcelona cùng với sự kỳ vọng lớn, nhưng tương lai của Victor Roque đã bị nghi ngờ rất nhiều cuối mùa giải trước. Thế nhưng với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, ông lớn xứ Catalan cũng tỏ ra thận trọng hơn khi đánh giá tài năng Nam Mỹ. Cụ thể, huấn luyện viên Hansi Flick sẽ tạo điều kiện để Victor Roque thể hiện mình ở giai đoạn tiền mùa giải rồi mới đưa ra đánh giá chi tiết. Ở chiều ngược lại, ngôi sao xứ Samba cũng đang rất quyết tâm chứng tỏ bản thân bằng cách nỗ lực tập luyện. Do vậy, vẫn có xác suất nhất định về việc Victor Roque tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou. Arsenal đã ở rất gần việc chiêu mộ thành công Riccardo Calafiori và việc này có thể dẫn đến một số điều chỉnh nơi hàng thủ đại diện thành London. Cụ thể, Jacob Kiwior có thể rời ông lớn nước Anh nếu xuất hiện lời đề nghị hấp dẫn. Còn trong trường hợp một đội bóng muốn mượn ngôi sao người Ba Lan thì pháo thủ sẽ chỉ đồng ý nếu giao kèo giữa các bên có điều khoản mua đứt. Hiện tại vài đội bóng tại Serie A đã bắt đầu dành sự quan tâm đến Jacob Kiwior nhưng chưa có đề xuất chính thức nào xuất hiện. Huấn luyện viên Luis de la Fuente đang tạo ấn tượng mạnh khi giúp Tây Ban Nha có những màn trình diễn vô cùng chất lượng ở Euro. Thế nhưng ngoài yếu tố chuyên môn, ông thầy xứ đấu bò còn đặt nặng khía cạnh đoàn kết trong tập thể và tuyên bố: "Đội tuyển Tây Ban Nha là một gia đình nơi có những ngày nhiều tiếng cười và có những ngày ít hơn. Cũng tồn tại cả những khoảnh khắc buồn chẳng hạn như chấn thương của Pedri gần đây. Thế nhưng việc vượt qua những điều như vậy sẽ giúp củng cố tập thể vốn đã rất chắc chắn này." Lời đề nghị 15 triệu euro mà AC Milan dành cho Emerson Royal đã bị Tottenham nhanh chóng từ chối do con số trên chưa đáp ứng được yêu cầu từ phía gà trống. Không hề nản chí, Rossoneri dự định đưa ra lời hỏi mua mới ngay trong tuần này cùng mức phí được cải thiện. Cũng phải nói thêm rằng Emerson Royal đã sớm gật đầu với việc chuyển đến San Siro thi đấu cùng bản hợp đồng dài 5 năm. Vì vậy các bên có thể bình tĩnh thương thảo để tìm ra mức phí hợp lý với cả hai câu lạc bộ. Cảm ơn mọi người vì đã đi hết clip ngày hôm nay cùng kênh bình luận viên Anh Quân News. Các cập nhật tiếp theo về Euro, Copa America và các câu lạc bộ tên tuổi sẽ tiếp tục xuất hiện trên hệ thống kênh của chúng tôi trong thời gian tới. Rất mong các bạn tiếp tục đón xem và dành tặng ekip những lượt like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.